Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chúc anh em thắng lớn anh em nhé. Hôm nay mình đang có 3 triệu 5 trong con game iWin. Hôm nay tiếp tục mình vào chơi kiếm tiền anh em nhé. Rồi ok, cùng nhìn qua dãy cầu này. Thắng thắng thua thua. Rồi ok, cầu này thì mình sẽ đi với 10k anh em nhé. Hôm nay ổn áp thì chốt lời cho anh em khoảng tầm là 7 đến 8M. Xem cầu kèo như thế nào đó anh em ơi. Cứ đi nhẹ nhàng tình cảm 10k một đã. Rồi. Bun 1 à. Kìa, bun 1 kìa, bun 1 cũng thắng khá là ok. Một ô thôi anh em ạ, một ô là thắng 57.000 rồi. Con này đi với 20k đi, 30k đi. 50k đi. Thì mình nhìn thấy là vừa nãy là trên cái lịch sử này này. Mình đang thua khá nhiều. Với cầu bun 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 kinh đang thắng này. Mình có thể đi 50k này. Phát này bao nhiêu? Bùn 9 này. Rồi ok. Thắng 1 ô, thua 3 ô anh em ạ. Mất tầm 865.000. Rồi ok, nhưng không sao. Vẫn cứ là tiếp tục nha anh em nhá. Rồi. Đi khoảng tầm 50k đều đã. 50k đều đã. Mất một tay khá là căng. Tiếp tục nha anh em nhá. Lên nào. Bùn mấy đây? Bài lẻ này, ok, tay này thì thắng rồi anh em ạ. Làm lại một tay anh em ơi. Làm lại một tay anh em nhé. Lên 1 triệu, lên 3 triệu 821.000. Vẫn cứ là giải đều thôi. Anh em chơi bun bun thì cứ giải 4 ô cho mình nhé. Rồi ok, vẫn cứ là lên nào. Tiếp tục lên anh em. Rồi, coi nào. Bài lẻ tiếp tục tập 2 anh em ạ. Bài lẻ tiếp tục tập 2. Tiếp tục lại thắng 2 ô anh em ạ. Có lời 360 336k anh em ạ. Phát này vẫn cứ giải nhá. Phát này mình nghĩ là lên đi, lên liều một phát nữa anh em ạ, lên liều phát nữa. Mình sẽ đi với 100k cho 4 ô anh các bác nhá. Vẫn cứ là đi thôi anh em ạ. Tiếp tục nào. Lần này coi nào. Bùn 3 này. Có thể này, có thể này. Rồi ok, thắng 2 ô. Tuyệt vời, mặt vời luôn. Làm ngay 1 triệu anh em ạ. Vẫn cứ là tiếp tục anh em ạ. Đến 4 triệu 8 rồi. Làm 1 2 tay nữa được ok là dừng là hợp lý anh em nhé. Lên nào. 2 1. Hơi bị căng thẳng anh em ạ. Vẫn cứ là tiếp tục thôi. Nào, coi nào. Bùn 6 à. Căng thế nhỉ, căng thế nhỉ. Phát này mình thua anh em ạ, thắng 424, mất 2 triệu 4, khá đắng lòng anh em ạ, lại phải đi với tầm thôi đi 60k anh em nhá, 60k thôi. Lại trở về cái mang lợn càng thế, công cốc cho cò sơi này. Ok anh em, vẫn cứ là lên thôi, lên nào, bùn 6 này, ok, tuyệt vời, thắng 3 ô, ngon anh đào. Ấy nó phải thế, làm phát 1 triệu 2 luôn. Tại sao đà thắng này các anh em không vào nhỉ? Tại sao đà thắng anh em không vào nhỉ? Phát này mình đi với 100k nha anh em nhé. Rồi ok. Tay này mình nghĩ khả năng là giật lên lời khoảng tầm là 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi này hợp lý này. Lên nào. Bún mấy đây? Bún 1 này, tuyệt vời. Bún 8 này. Rồi ok. Binh chư linh luôn anh em ạ. Làm ngay 1 triệu rưỡi này, biết ngay mà. Làm phát nữa đi, được thì là dừng luôn anh em ạ. Làm phát nữa ổn áp, được thì là dừng luôn. Không cần nói nhiều cả. Tiếp tục anh em nhé. Chốt lấy không tầm là 3 đến 4M là dừng là hợp lý rồi. Tiếp tục. Nào, nào. Lên nào. Bùn 8 à. Bùn 8 à. Không chốt được anh em ạ, không chốt được. Hôm nay bun bun đen quá anh em ạ. Hôm nay bun bun đen quá, lại phải ở với nó thêm một vài tay nữa rồi anh em ạ. Không chốt thêm mất được phát nữa này. Thực sự là quá đắng lòng anh em ạ. Rồi ok. Vẫn cứ đi lại 50k anh em ơi. Á, thiệt tình xui này xui thế. Bài lẻ này. Bun 8 này. Bun 10 này, ok anh em. 3M này, rồi ok. Tay này lại đi với 100k nha anh em nhé. Ủa ôi, chết cha rồi. Mình không tính rồi, không tính rồi. Ô cuối mới được có 13.000 thôi. Nhưng ô khác lại 100k. Thôi không sao, lỡ rồi thì vẫn cứ phải tiếp tục thôi anh em ạ.
lên nào. Bún ba này rồi, ok mẹ, cái tay thắng nhất thì lại đéo ra gì anh em ạ, tay thắng nhất thì lại không ra gì anh em ạ. Rồi ok, vẫn cứ giải tiếp thôi anh em ạ, vẫn cứ giải tiếp thôi. Tay thắng nhất thì lại là con thấp nhất anh em ạ. Rồi ok anh em nhé, vẫn cứ đi thôi. Lên nào, bài lẻ này, bun tám, bun ba này, bun lẻ này. Rồi ok, ngon lành này, ngon lành này, phát này lên 4M được rồi này. Rồi ok, 70, 80, 90, còn 6K đi lốt. Rồi ok, sao tay này mình không liều lên nhỉ. Rồi ok, căng một phát đi. Tiếp tục đèo, bun ma này, tại sao không căng nhỉ, tại sao không căng cái này nhỉ. Rồi ok, nó phải thế chứ anh em. 6 triệu 7 à, đi với 50k đi, đi với 50k đi, làm nốt tay cuối nào, làm nốt tay cuối là được rồi, dừng luôn này anh em ơi. Dập dìu với nó quá rồi anh em ạ, dập dìu với nó quá rồi. Lên nào, lên, bài lẻ này, binh chư linh luôn này. Rồi ok, tuyệt vời ấy, nó vậy thế chứ anh em, ngon lành cánh đào, tuyệt vời ông mặt rời. Ok anh em, dừng là hợp lý rồi anh em ạ, lên 8 triệu dừng là hợp lý rồi. Thế thì mình sẽ rút ra hàng tầm là 5 triệu nha anh em ơi. Ok, tuyệt vời. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.